Ê Ngân, mày có biết tao là fan ruột của chị Hồng Bản Xếp không? Hôm qua chị ấy livestream, tao còn nói chuyện với chị ấy, vui quá đi. Cái gì? Tao mới là fan ruột của chị Hồng Bản Xếp này. Hôm qua chị ấy còn livestream nói chuyện với tao, làm gì nói chuyện với mày? Bộ nhà mày đoàn ăn rau cải không hả? Đây này, chị Hồng vừa mới bán cho tao một đôi dép con cún, cao 4 cm, cái mức êm chân, giá chỉ 80.000 lắm, đẹp chứ chắc gì mày có. Trời ơi, đôi đấy tuần trước tao mới mua rồi, quê. Vừa mới mua một đôi dép con thỏ này mày có chưa? Cái gì? Mày nói cái gì? Mày có tin là tao mét chị Hồng không? Mét đi con khủng. Mày bao nhiêu tuổi rồi mà cãi nhau đòi thắng tao? Tao, mày nói trước đi. Đứa nào nhiều tuổi hơn đứa đó thắng. Tao lớp 3 rồi đấy. Còn mày? Tao cái quần què, chắc lớp 1 chứ gì. Ít tuổi hơn mà cứ láo nháo. Tí tao mét chị Hồng. Thành công hả em quay? Nói cho tôi, tất cả khó khăn trước mắt chỉ là tạm thời. Thành công sẽ giải quyết tất cả mọi vấn đề. Em mới đến thì chịu khó quan sát các anh chị làm việc nhé. Dạ. Quick 1, 2, 3. As soon as they... Dạ nhất thì 80 chị ơi. Ê hai con kia, con dừng tay lại không hả? Không tao đốt nhà bây giờ. Tụi bay có dừng không hả? Không dừng là tao đốt nhà đó. Ủa sao tôi nói hai người không dừng lại? Ông có bị điên đâu mà đốt. Còn cái con này nó bị điên mà, chuyện gì nó cũng có thể làm hết.